đang điều trị gì ở trong đây ạ? U đau u thủy xương. U thủy xương ạ? Ừ, ung thư máu. Ung thư máu ạ. Bây giờ là 8 rưỡi sáng. Thì anh em mình hôm nay đến đây từ sớm để chuẩn bị một chuyến đi cắt tóc từ thiện tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Đây này em Kiên, Kiên mắt hít. Thì hôm nay bên mình sẽ quyết định là mổ con lợn này ra và trích lửa số tiền từ con lợn này để anh em mình mua quà cho các cháu tại bệnh viện. Bệnh viện Xuân Hiếu nha. Hiện tại anh em mình đang có mặt tại bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương rồi. Đây là cổng vào. Giờ em sẽ muốn hỏi anh Hải là anh Hải có cảm nhận gì khi mà đi cắt tóc như thế này? Cảm giác cô và chú và bác đây đó là cũng là một niềm vui cho mình, cố gắng tạo niềm vui đó. Mặc dù cuộc sống nó có rất chi là nhiều bộn bề, nhiều cái phải lo toan đúng không? Nhưng mà cứ cố gắng làm sao mà chia sẻ cái niềm vui. Ok, người đàn ông đã có gia đình và mấy con nhỏ chia sẻ. Chú hôm nay cắt tóc ở đây lần đầu chưa ạ? Tí nữa cháu sẽ chụp lại cho chú xem mái tóc của chú. Cháu đang nhìn rất là ưng rồi. Chú đang điều trị gì ở trong đây ạ? U đau u thủy xương. U thủy xương. Ung thư máu. Đang được giao một nhiệm vụ đặc biệt là lên tận phòng để cắt tóc cho bệnh nhân ở trên này. Bạn này đúng không chị? Chân. Đây. Chân của bạn nó không thể đi được nên là mình phải lên đây. Phải cắt trên đây. Đây là phòng. Em ghi lại video được chứ chị? Thẳng này. Rồi em ghi lại thì kiểu gì là cũng có gái theo thôi. Đẹp trai như này cơ mà. Giới thiệu cho anh nhá. Anh á, ui rồi tốt quá. Được được được. Đang mọi người nhớ anh này nhé, anh giới thiệu bản thân mình đi. Anh ok. Ok, tóc của em xong rồi. Ưng không em?
Chúc em mau khỏe nhá. Vừa thực hiện xong nhiệm vụ là về với đây là danh sách bệnh nhân.